Những điều kiêng kỵ bạn cần biết khi xây nhà mới. Xây nhà mới, cột mốc thời gian quan trọng của đời người. Sở hữu một căn nhà thiết kế đẹp, sang trọng, tiện nghi vốn là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng việc xây nhà thì không chỉ đáp ứng các tiêu chí về mặt thẩm mỹ, tính tiện dụng, mà còn phải phù hợp với phong thủy để mang lại nhiều cát lợi cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Từ xa xưa, người Việt Nam luôn quan niệm nhà chính là nền tảng của một gia đình, giúp gìn giữ, bảo vệ những thành viên trong gia đình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên khi xây nhà, phong thủy lại đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Để tránh những ảnh hưởng không tốt cho cung mệnh của gia chủ và các thành viên trong gia đình, thì bạn cần lưu ý những kiêng kỵ trong xây nhà mới. Và hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về xây nhà mới, đặc biệt là những kiêng kỵ khi xây nhà mới. Thứ nhất, vị trí xây dựng. Trước khi xây nhà thì việc chọn mua đất xây nhà là việc rất quan trọng. Khi mua đất ngoài những tiêu chí về giá cả, pháp lý, khu dân cư đông, thì bạn nên quan tâm đến vị trí của mảnh đất đó, tránh những vị trí sau: nhà gần chùa, đền, nhà thờ, bãi tha ma, bệnh viện. Vì những khu vực này rất đông người hoạt động nên rất ồn ào và không khí thì dễ bị ô nhiễm. Hơn nữa thì theo phong thủy thì các khu vực này mang âm khí nhiều, ảnh hưởng không tốt cho gia chủ. Khu vực bị bao vây bởi các tòa nhà cao tầng, ít ánh sáng, có địa khí không tốt, luôn tối tăm, bạn thì cũng không nên mua. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân thì bạn nên tránh xây nhà ở những nơi gần đường cao tốc và tháp điện cao thế. Vì đường chính lại đâm thẳng vào nhà, hay xây nhà ở chân núi và đầu hẻm, vì những khu vực này thường rất nguy hiểm. Thứ hai, những dáng nhà nên tránh. Hình dáng ngôi nhà có hình dao, hình súng, nhà có kết cấu như vậy thì dễ gặp tai họa, bất lợi cho người ở trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này, tốt nhất là nên treo gương lồi hoặc gương lõm ở vị trí đối ứng để hóa giải. Gương lồi hoặc là gương lõm có tác dụng khúc xạ, và thông qua khúc xạ của gương có thể hóa sát. Nhà ở có hình tam giác, đa giác, hình dáng lạ không cân đối, bị khuyết góc. Hình tam giác là ký hiệu phong thủy có tính sát khí rất nặng, sẽ làm cho con người gặp phải nhiều chuyện thị phi, phá tài, mọi chuyện đều không thuận lợi. Căn nhà phía sau ngôi nhà thì nhỏ, còn phía trước thì lớn, hay trước rộng, sau lại hẹp, có hình dạng lồi lõm, dẫn đến năng lượng của ngũ hành, chỗ ít chỗ nhiều, tất nhiên không thể cân bằng. Thứ ba, kết cấu nhà. Khi thiết kế kết cấu căn nhà cần tránh những điều sau. Tường. Xây chân tường yếu cũng giống như là nền móng gia đình suy yếu. Tường bao quanh nhà cao quá thì làm hỏng bố cục của ngôi nhà. Phòng ốc. Số phòng trong nhà thì có liên quan đến chuyện lành giữ của các thành viên trong gia đình. Do đó thì cần tuân theo số may mắn để được phúc. Số phòng cần tránh là chẵn và lấy số lẻ. Khi thiết kế phòng ốc trong nhà thì cần lưu ý phòng bên không bao giờ được cao, rộng hơn phòng chính dù cùng một sân. Phòng vệ sinh thì không liền với bếp hoặc đối diện với bếp. Cửa chính thì không được đối diện với nhà vệ sinh và nhà bếp. Phòng khách thì phải xuyên suốt, tầm nhìn không bị che chắn. Nếu có hai phòng khách thì diện tích hai phòng không được tương đương, phải là một lớn, một nhỏ. Phòng khách lớn thì ở đằng trước, phòng khách nhỏ thì ở phía sau. Phòng ngủ không nên đặt bàn thờ. Phòng bếp thì bếp ga không được đối diện với đầu vòi nước, không đặt bếp ở giữa hai vòi nước, không đặt bếp lộ thiên phía trước cửa nhà hoặc phía trước phòng khách. Nên bố trí gian bếp ở nửa phía sau của toàn ngôi nhà. Cầu thang
số bậc cầu thang cũng phải được xem xét, cần tính theo các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử mà đếm. Nếu bậc cuối cùng là sinh thì tốt, không nên làm cầu thang hình xoắn ốc. Cửa, cổng và cửa chính ngôi nhà quá lớn sẽ khiến cho của cải đội nón mà ra đi. Nhà tắm, nhà vệ sinh, nền phòng vệ sinh và phòng tắm tối kỵ cao hơn nền phòng ngủ, không nên đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà. Mái nhà, trần nhà, không nên để mái nhà của bạn dính liền với mái nhà của nhà xung quanh. Trần nhà không nên dùng tranh ảnh, họa đồ có đường nét hình vuông, hình thẳng. Mái che mưa trước nhà tránh làm hình mũi nhọn. Ngoài ra khi thiết kế kết cấu nhà bạn thì không nên thiết kế nhà quá cao, tạo tâm lý bất ổn cho người ở trong nhà. Nên dùng đồ gỗ có tính dương như tùng, san hay mai để tránh được những loại có tính âm. Thiết kế nền nhà thì phải bằng phẳng và không được lồi lõm. Màu sắc kiêng kỵ khi xây nhà. Thiết kế tường trắng, ngói xanh. Màu tường trắng, ngói xanh thì đa số dùng cho những vật liệu kiến trúc có tính âm tính tương đối nặng như linh đường, âm trạch, nhà kỷ niệm, không hề phù hợp với nhà ở thông thường. Nếu không thì sẽ tăng thêm âm khí trong nhà, làm cho người ở có sự nghiệp không thuận, vận khí lại bị suy giảm. Màu sắc lý tưởng nhất là ngói đỏ mà tường trắng. Màu sắc của trần nhà phải sơn nhạt hơn so với bốn bức tường xung quanh. Gian bếp thì nên quét sơn vôi màu nhạt và kỵ màu đậm. Tiếp đến là những lưu ý khi sửa chữa xây nhà. Bài toán khó cho những ngôi nhà cũ kỹ, hư hỏng hay là không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Có ba loại làm mới và cải tạo nhà phổ biến là sửa chữa và duy trì, tân trang, nâng cấp nhà và xây dựng lại. Tùy theo mục đích sửa chữa nhà mà bạn sẽ quyết định loại hình sửa chữa nào cho phù hợp. Trước tiên phải xác định rõ kế hoạch. Bạn cần lên một kế hoạch cụ thể về việc sửa chữa nhà ở để xác định được bạn nên sử dụng loại hình cải tạo, làm mới nhà nào. Trong kế hoạch cần phải thể hiện rõ những vấn đề sau: số lượng, vị trí, khu vực cần sửa chữa. Bạn cần xác định mình nên sửa chữa ở những khu vực nào, phòng nào, bao nhiêu phòng để có thể có kế hoạch thiết kế và dự trù ngân sách chính xác. Mục đích sử dụng sau khi cải tạo. Việc xác định mục đích sử dụng sau cải tạo là điều rất quan trọng, ảnh hưởng đến thiết kế cải tạo và ngân sách cho từng phần. Nếu mục đích cải tạo của bạn là nới rộng phòng khách hay là phòng bếp để có không gian sinh hoạt chung, thì bạn phải thu hẹp những không gian khác. Hay mục đích sửa chữa nhà của bạn là để bán lại hay cho thuê, thì bạn sẽ phải hướng đến việc tiết kiệm chi phí trong sửa chữa, so sánh chi phí sửa chữa với lợi nhuận mang lại khi bán hay là cho thuê. Thời gian sửa chữa, cần xác định được thời gian khi nào thì sửa chữa xong, khi nào thì tiến hành sửa chữa để có kế hoạch hợp lý. Phong thủy khi sửa nhà. Lưu ý về phong thủy là vấn đề quan trọng trong việc sửa chữa, cải tạo nhà. Người Việt Nam quan niệm căn nhà chính là nền móng của một gia đình, nên việc sửa chữa nhà thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cung mệnh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Kiểm tra lại kết cấu nhà. Trong công tác sửa chữa nhà thì việc nâng cấp nhà, thêm tầng hoặc mở rộng diện tích nhà, bạn phải xem xét lại nền móng nhà cũ có đủ điều kiện vững chắc. Móng nhà chính là nền tảng nâng đỡ căn nhà. Vì thế, bạn nên khảo sát kỹ lưỡng tính vững chắc của móng nhà trước. Kết cấu của ngôi nhà cũ nhờ kiến trúc sư tính toán xem nền móng có đủ chịu lực cho phương án mới hay không. Dự trù kinh phí. Kinh phí luôn là nhân tố quyết định đến quy mô và hình thức sửa chữa nhà ở. Cần lập kế hoạch chi tiết các khoản chi phí trong sửa chữa nhà
để có cách quản lý tốt nhất, tránh phát sinh chi phí. Sửa chữa nhà thường bao gồm những chi phí như sau: chi phí thiết kế, chi phí thuê nhà thầu, chi phí vật tư, nội thất, chi phí vận chuyển nội thất ra ngoài để tiến hành sửa chữa, chi phí dự phòng. Một cách giúp bạn định chi phí hiệu quả là sự thống nhất giữa bạn và kiến trúc sư. Bạn cần phải bàn bạc với kiến trúc sư về giới hạn chi phí mà bạn sử dụng trong thiết kế và sửa chữa để đảm bảo bản thiết kế sẽ phù hợp với bạn cả về mặt nhà hiện tại lẫn bề mặt kinh phí. Lựa chọn thiết kế. Có nhiều phong cách thiết kế từ hiện đại cho đến cổ điển, tân cổ điển, và có nhiều xu hướng xây nhà đang được ưa chuộng hiện nay, như là xây nhà thân thiện với môi trường, sử dụng các vật liệu mới, nội thất thông minh hay thiết kế theo phong cách cá nhân của bạn. Nhưng phải đảm bảo sự thống nhất trong thiết kế giữa nội thất và ngoại thất, giữa phần sửa chữa và không sửa chữa để tránh sự khập khiễng. Nếu bạn muốn tự thiết kế nhà để tiết kiệm chi phí thì bạn cần phải tìm hiểu kỹ về cách thiết kế và bố trí phòng ốc để đảm bảo phù hợp với phong thủy căn nhà, như là không đặt bếp đối diện cửa, không thiết kế cửa sau đối diện cửa trước, không đặt gương một cách tùy tiện trong nhà. Chọn nhà thầu xây dựng uy tín. Hầu hết mọi người đều không có kinh nghiệm trong xây dựng, sửa chữa nhà, nên cần tìm một nhà thầu xây dựng uy tín giúp thi công một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức lao động và kinh phí sửa nhà. Để lựa chọn được một nhà thầu uy tín thì ngoài việc tham khảo ý kiến của người thân, bạn cũng có thể tìm hiểu trên Internet, gặp gỡ, xem xét các dịch vụ mà nhà thầu đó cung cấp, tìm hiểu về trình độ và kinh nghiệm thi công của nhà thầu đó. Nếu bạn chọn gói sửa chữa nhà trọn gói, thì nên lựa chọn nhà thầu nào có cam kết không phát sinh chi phí sửa chữa và có tổng chi phí hợp lý nhất. Bước tiếp, xin giấy phép xây dựng. Trong sửa chữa nhà ở thì không phải trường hợp sửa chữa nào cũng phải xin giấy phép xây dựng, mà theo quy định của pháp luật thì nếu việc cải tạo xây dựng lại làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng hoặc làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình thì gia đình bạn phải xin cấp phép sửa chữa và cải tạo. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi công sửa chữa. Bạn cần chuẩn bị trước các điều kiện để thi công sửa chữa nhà ở, như vận chuyển nội thất ra ngoài khỏi khu vực thi công, điều kiện về điện, về nước cho thi công, chuẩn bị vật tư, tập kết vật tư tại nơi thi công. Cuối cùng, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Xây nhà và sửa nhà là những công việc nguy hiểm và có thể gặp những rủi ro không đáng có trong quá trình tu sửa. Chính vì vậy mà bạn nên đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sửa nhà cho cả gia đình và người tu sửa. Luôn đảm bảo vệ sinh trong quá trình thi công, đặc biệt là che chắn nội thất trong nhà để tránh bụi bẩn trong thi công.